Vâng, như vậy là trận đấu đầu tiên đã được bắt đầu. Các game thủ bên phía Trường Phát cao su khá lâu và việc anh đã đủ người rồi. Đội hình bên phía Trường Phát gồm có Yugi, Meo Meo, KD và CNKM, tức tóc đỏ. Còn bên phía của Game TV gồm có đội trưởng Dinosaur, Cường BG, Thiên Mệnh và Nơ Nơm. Đây là Dinosaur cầm hai em một cánh, AC là của Cường BG trong cánh. Bên phía bên kia Funesia trong cánh của Thiên Mệnh và bên ngoài Nơ Nơm cầm Katha, vẫn hai Katha ngoài cánh. Chúng ta cùng theo dõi màn hình máy của Dinosaur. Vâng, bên Trường Phát có một Summer, một Cho Son, một Greg và một Katha. Như vậy là bên phía của GTV trận đầu tiên này có đẹp hơn rất nhiều rồi. Có hai cung trong cánh đó chính là AC và Funesia. Quay trở lại với trận đấu. Lúc này thì Dinosaur đã tìm ra bãi hiêu đầu nhà mình. Vâng, 14 dân anh bắt đầu có lẽ phải lùa bãi hiêu này về thôi. Vâng, không lùa. Có khá nhiều cánh rừng dừa. Ngoài cánh cầm Katha, Dinosaur sẽ hết mình mà phải chém thôi. Còn ở trong cánh thì đó chính là AC của Cường BG. Quay trở lại màn hình của game thủ Dinosaur. Dinosaur đã chết một dân do gặp hai vợ chồng sư tử. Nhưng mà Dinosaur phát hiện ra được hai con voi ở ngay cạnh đó. Có hai voi về nhà đóng S ăn hiêu đầu. Bãi gỗ không còn đẹp cho lắm. Một cánh rừng dừa. Vâng, phải cuối 8 này so với kích lên đời. Vâng, kích rồi 9 phút tròn. Lên 2. Bây giờ sẽ là ăn thịt hai con voi này. Hy vọng đủ đồ lên đời. Điểm số GV đang cực kỳ cao. Bên phía Trường Phát trận này một Summer, một Cho Son, một Katharia, một Greg. Vâng, quân xấu hơn bên phía GV rất nhiều. Bên GV có hai Katha ngoài cánh, một AC và một Phonesian trong cánh. Vâng, rất đẹp mắt. Sắp xếp hai chém ngoài và hai cung trong.
Dân quân nông dân nằm xuống rất đáng tiếc cho Daiso, anh chết 2 dân rồi. Có vẻ như anh vẫn chưa trơn tru ngay trận đấu đầu tiên. Daiso bò BM và BL kín luôn máy gỗ nhà mình. Vẫn chưa được kích lên đời. Vâng, một trận 11 phút 50 với 26 dân chết 2 còn 24 khá nhỏ. Và đây là so một trận đấu cầm Kazarian ngoài cảnh. Bây giờ xem những bò kín bãi vàng. Vâng, kín mít luôn. Nông dân sẽ yên hoàng bởi điều này. Còn bây giờ xem là con ngựa giò được xuất phát đẩy ngay xuống góc 6 giờ. Đối thủ xe 2 theo bên cạnh bên kia nông đêm có vẻ như xuất phát ngựa giò rất sớm. Vâng, ra mới được nâng cấp rồi. Ngựa giò của game thủ KD đã xuất hiện. Vâng, đang so thấy đối đầu với KD có vẻ như nhà tận góc 6 giờ. Vâng, những con ngựa giò KD là giờ này so rất mất tay. Phù thủy này so đang bò bế nhỏ những bãi gỗ nhà mình khá kín rồi, nhưng việc phát triển cực kỳ khó. Vẫn chưa tìm đến nhà của KD đâu. Vâng, những nhà KD chỗ nào mà vẫn chưa tìm thấy. Ngựa giò KD vẫn đang lòng vòng quanh các bãi gỗ của game thủ Dinosaur. Lượng vàng 4 con nông dân đào là hơi ít, Dinosaur chỉ sóc 1 nhà BL mà thôi. Bây giờ 5 coin đóng 2 hết để ăn, nâng cái bánh xe. Vâng, những ngựa chém của game thủ KD đã tới rồi. Tham lai của Dinosaur đang nhỏ hơn đều, chỉ còn có 20 trên 52 mà thôi. Vâng, lúc này trên màn hình của các bạn thì có nhìn thấy hình ảnh trận dân của Dinosaur cũng đang được hình tượng hóa qua những icon của Mr. Xoay. Chúng ta cùng xem các nhà khác bên phía Team Game TV. Vâng, đây là Thiên Mệnh 44/64, 46/64 rồi. Phonesian trong cánh đang bị Yugi. Vâng, Yugi không pháo vào nhà của Thiên Mệnh. Các bạn có thể thấy Yugi dâng nhà BK và nhà BA rất gần với nhà của Thiên Mệnh, không thẳng các bãi gỗ. Vâng, những con pháo cực kỳ lợi hại. Đây là cường BG. Vâng, tham vấn là 46/68, hai nhà cùng trong cánh khá giống nhau. Đang công lên nhà của game thủ. Vâng, đỡ nhà với Tai So thì đúng hơn. Cho So là cùng KD, trận này cầm cho So còn trong cánh Samurian của game thủ CNKM. Đây rồi, CNKM đã đẩy nhà của Tai So rồi để bắn những con phù thủy của Tai So lên nhà thứ 5. Tai So tham mừng chỉ còn 16 thôi. Vâng, còn đây là Mai Phương. Các bạn là nâu lên, nên đang có tham là 20/44, đang đối đầu với cả màu 8 và cả màu 7. Nhà màu 8 dạo này ở trận đấu này trồi lên hẳn ra ngoài. Vâng, khá gần đến nhà của Thiên Mệnh và nhà của game thủ nâu nên chúng ta cùng theo dõi màn hình máy của game thủ cường BG. Vâng, cường BG lúc này thì đang có tham 54/68 được cầm cung tuyển AC trong cánh, đang bắt đầu đẩy lùi những quân của game thủ CNKM khỏi nhà ra xong. Sau đó là sẽ lao thẳng về nhà của CNKM. Vâng, chính là tìm đến nhà màu 6 trước. Game thủ cơm bây giờ đang tăng dần đều.
Bây giờ đây là nhà của KD. Long Vườn không nhà trống và KD trận này yên hoang. Vâng, ở nhà của cái gì tôi muốn gặp bãi gỗ. Vâng, rừng đã hở vì vậy mà những người nâng người chém nó lao vào được rồi, ăn được khá nhiều dân ở bãi gỗ của cái gì tôi muốn gặp. Vâng, không được rồi, pha về bắt người chém không thành công của cái gì tôi muốn gặp. Hôm nay của anh đang là 63/80. Anh em đạo cung cực kỳ to về để bắt nhà, không bắt con ngựa chém của game thủ KD trong nhà của mình. Lên hai đội chém nó nằm xuống, kéo cung ra thôi. Vâng, liên tiếp bị KD quấy rối những bãi gỗ. Lúc này anh Cường bây giờ đang bắt đầu phải chậm lại dần, di chuyển các bãi gỗ của mình. Bây giờ thì anh Cường đang cố gắng phát triển và cơ cấu lại nhà cửa của mình. Những bãi gỗ rất xấu. Vâng, các bạn có thể thấy. Vâng, anh Cường công vào nhà của KD. Những thanh diện nhỏ của KD, các bạn có thể thấy anh Cường đã nâng giáp rồi. Nhưng bãi gỗ của anh thì cũng bị game thủ trên là cover công thẳng vào. Rất mất tay, nhà rừng hơi xấu. Rất mỏng manh, những cánh rừng này cực kỳ mỏng manh. Bây giờ thì game thủ Cường bây giờ đang mang một đạo cung cực kỳ lớn. Vâng, ốp nhà này đang của trên là cover điểm số đang rất cao. Cầm Samborian trong cánh. Đây là hai đạo cung cực to. Tham lai của anh Cường là 77/84. Anh đang tập trung sóc sâu quân. Vâng, tập trung sóc sâu quân thôi. Chưa thấy anh đóng BC và phát triển to mà đang sóc xe cung giờ. Rất hay. KD vẫn liên tiếp công vào những bãi gỗ của game thủ Cường bây giờ. Đây là điểm duy nhất của game thủ Cường bây giờ. Vâng, ốp vào rồi. Người AC đang đối đầu với người Samborian. Samborian đông hơn khá nhiều, nhưng mà chất lượng thì sẽ hơn là số lượng. Vâng, người AC các bạn có thể thấy chất lượng thì thường là nhiều hay hơn là số lượng. Cái này xem là KM cũng không phải là con Polesian hay là xem để có thể tràn được những con tung giờ ra lấy số lượng để chất lượng. Vâng, đây là dân của UV liên hoàn các bạn đồ. Gặp ngay một đám mưa to của game thủ cùng BG. Bây giờ thì trên KM đã mất nhà BA rồi. Vâng, rất nhiều dân nằm xuống, các bạn có thể thấy tung giờ AC bắn cung giác không hề kém với tung giờ Hitty là chút nào cả. Đang kéo hết toàn bộ quân của mình về thủ nhà BA. Trong khi đó thì anh Cường bây giờ đang với 7x/72/84. Chúng ta hãy cùng xem các nhà bên phía Team Game TV. Vâng, đây là bản thân tham gia làm rất nhiều lạc đà hù được cũng như là chém hù được và cả phù thủy nữa. Đây là so 17. Còn đây là Cường bây giờ 73 và Thiên Mệnh Foresian 70. Hai nhà tham 70 rồi. Anh Cường đang đẩy vào. Vâng, đẩy rất nhiều thương gia vào. Trong khi đó thì Thiên Mệnh đã móc lớp ở phía bên trong ruộng của game thủ CLKM cầm Samorian. Phải chăng Samorian sẽ nhảy đến 30 phút thì thấy nhà quân không ra đều lắm. Vâng, UV quyết rồi. Một trận đấu quân quá khó. Vâng, quân thấu hồn rõ rệt. Và bên phía của UV sắp xếp quân cũng đẹp hơn rất nhiều. Hai cung trong cánh, hai chém ngoài cánh. Chỉ số là 1-0 trong trận đấu đầu tiên cho game UV.